Xin chào tất cả các bạn và anh em, mình là Trendly Gamer. Thì các bạn thấy có cái cây râu đen rồi nè. Bây giờ là chuẩn bị đánh râu đen thôi. Trời gì vậy? What? Mình mới thấy Bắc Tô làm gì các bạn. Mới ghiếp mình đi vui, trời ơi. Bắc Tô đại gia, cảm ơn Bắc Tô nhiều nha. Chắc chúc mừng sinh nhật mình đó các bạn. Ui, có được cái vui rồi. Làm clip thôi. Vậy là sau bao nhiêu khó khăn nhọc nhằn thì mình cũng đã sở hữu đầy đủ bộ chiêu thức của dồi dồi đến cả biến hình luôn. Bây giờ thì mình sẽ thử luôn cho các bạn xem nha. Thì với cái hình thể con người thì mình chỉ có thể triệu được linh hồn con dồi mà gọi là nửa mùa đen thủi đen thui vậy nè, được cặp mắt đỏ chét. Thì mình đánh thử chiêu Z này sẽ tạo ra ba đường dồi dồi khí lướt thẳng về phía trước và gây mục tiêu là 2k6 đam thì phải. Với mục tiêu cái con binh ni này đó thì 2800 bounty. Và với cái mục tiêu cái con binh ni này đó là 283.000. Và mình ở đây thì mình lấy luôn cái bounty là đỉnh cao của mình nhất rồi. Mà nó chỉ gây 2600 đam thôi. Một số lượng đam chiêu Z khá ít ỏi nha. Thì tiếp đến là chiêu X này, lao đến. Thì cái con voi này nó sẽ sử dụng cái cặp ngà cũng như là cái dòi dòi của nó hất mục tiêu bay lên trời cao. Và tiếp đó là chiêu C. Lần này thì nó cũng lao về trước nhưng mà nó không hất, mà bây giờ nó đập mục tiêu xuống và mục tiêu sẽ bị văng lên. Và kế đến là chiêu F này. Chiêu F cũng sử dụng linh hồn của con dòi. Trời ơi, có gồng ghê hả? Nó lao về phía trước, vẫn là lao về phía trước nhưng mà lần này á thì nó phát nổ. Lại nha. Lao về phía trước này. Dòi dòi sức kích. Đó, lao về phía trước nó giọng một cái đùng như là có một cái vụ nổ xảy ra vậy đó. Rồi bây giờ mình biến hình nha. Đó. Mà khi mà mình biến hình đó thì mình sẽ gây đam, tại vì mình thấy nó rống cỡ đó đó thì chắc chắn là sẽ gây đam rồi. Rồi mình cho các bạn và mọi người xem lại khi mà rống thì gây bao nhiêu đam. Rống lên nào dồi dồi. Phải sát nữa chắc. Rồi về lít nha. Đó. Trái này có thể bam được giống như lão báo nè. Rồi mình sẽ chơi lại chiêu Z nè. Thì nó vẫn vậy, nhưng mà cái lượng sát thương thì nó sẽ tăng thêm 10-12%. Mũi tới nè. Nó vẫn hất mục tiêu văng lên trên trời cao. Không khác biệt gì hết ha. Rồi chiêu C. Nó vẫn ủi về phía trước và đập cái dồi dồi xuống. Và kế là đến là chiêu F. Chiêu F này thì mình hiện tại vẫn chưa thấy có gì, nhưng mà mình sẽ thử giữ liệt nó xem như thế nào. Đây. Cô. Rồi đó câu. Dồi dồi dữ gì. Nó giữ liệt hình như là nó đang vô trạng thái càng bừa luôn. Và ở cái hình thể này thì mình có thể càng bừa hoài luôn, vĩnh viễn luôn nè. Quá dữ. Cái đỉnh cao vậy sao? Được, dồi dồi ghê quá. Chiêu này mà ra ngoài mà kết hợp với M1 mà bam là thôi rồi, hết bài rồi. Hết sảy, dồi dồi ghê gớm quá. Giờ đi đánh boss cho các bạn xem luôn nha. Có được con boss bo hang cốc nè. Dồi dồi sức kích. Đó. Mình sẽ đánh thử nè. Đâu rồi? Văng vô đây rồi, trốn đâu rồi, trốn. Trốn, đập dồi dồi liền. Nào mình xài thử chiêu F coi. Trời, cái chiêu F này nó bá lắm các bạn ơi. Ủi boss. Ra đây chứ. Đó các bạn thấy nó ủi nè, nó ủi liên tục luôn. Con boss không làm gì được luôn nè. À, nó có thể sử dụng chiêu để nó phá giải ra ngoài. Nhưng mà các bạn coi nè, nó khó khăn lắm nó mới sử dụng chiêu được. Nó đâu phải dễ dàng mà sử dụng chiêu được với dồi dồi. Đó, mình cứ đẩy đi vậy nè. Nó cứ gây đam liên tục. Cái dạng mà nó giống trái tuyết á. Nhưng mà cái dồi dồi này á, là mình gây sát thương liên tục. Mình không bị gãi chiêu bởi sát thương của con boss hoặc là những người khác gây ra cho mình, ngoại trừ mình tự mình ngắt chiêu thôi. Bật tộc người cá 13 lên. Quýnh bình thường. Giỡn với dồi dồi hả? Ủi tới dỗ vô dôi vô đầu đừng nè. Giỡn mặt hả bo hành cốc. Tiếp sấy tiếp.
Tội sấy này đã thiệt chứ. Ghiền, ôi 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 ôi. Ghiền, ghiền mà dồi dôi còn tí nữa xém đi xa. Mém tí nữa là xong dồi dôi rồi. Tính ra cái chiêu này nó bá nha các bạn. Chắc là lúc mà trái dôi mà mới ra đó, chắc cái chiêu này nó bá lắm nè. Nó ủi lẹn quạn dính không làm gì được luôn. Mà giờ thì mục tiêu sẽ xài chiêu, sẽ văng ra được. Rồi mình sẽ thử kiếm thử con boss khác mình chơi xem. Mình thử với con boss Kilo xem nha. Dồi dôi sức kích ủi. Giỡn qua trời trời trời, nó đánh được các bạn ơi. Con boss này nó sử dụng karate gừ cá, nó gió mình. Đó nó đánh kìa. Nghe tọc tọc, nghe tạch tạch chứ bộ. Nhưng mà mình cũng đâu gãy chiêu, vẫn tiếp tục sử dụng dồi dôi xung kích. Ủi không thả luôn mà. Ủi thẳng về trước luôn. Mình thấy ủi thẳng về trước cái lúc mình quẹo cua mới bị nó đánh đó các bạn ơi. Nó mà ủi thẳng về trước nè, đâu sao đâu, thấy không? Mình quẹo cua là nó quýnh mình mềm mình nè. Cứ quẹo cua là bị đập, quẹo cua là bị đập. Bật tọc gá lên quýnh rống đây nè. Lết ở đây nè, đang dồi dôi nè. Dồi dôi. Gõ. Dám giỡn với dồi dôi hả? Ủi thẳng về phía trước. Nó quẹo, quẹo, quẹo từ từ. Trời ơi, nó sử dụng kilo, nó gió. Cái trái kilo này bây giờ là nó tuyệt chủng rồi. Giờ chỉ còn có con boss để sở hữu thôi. Giờ không ai có trái kilo nữa đâu. Đã bị biến mất rồi. Những trái kilo của các bạn và mọi người lúc trước thì nó sẽ đổi thành cái trái đâu rồi? Đây. Trái rốc kép nha. Giờ chỉ còn con boss này sở hữu trái kilo thôi. Trái kilo đã biến mất trong lốc rút. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử sử dụng dồi dôi ra biển. Thấy có bạn kêu là trái dồi dôi này ra biển đánh sướng tay lắm. Thử xem như thế nào. Về con dồi dôi này mà đi biển thì các bạn cần phải có tộc người cá. Hoặc là mình có cái siêu để sử dụng cho những cái tộc khác mình xuống biển mà không bị mất máu nhiều nha. Giảm 90% sát thương khi mà mình xuống biển. Còn với những cái con cá chuồn này thì dồi dôi đánh cũng khá là ổn. Nhưng mà có điều á, nó gây đam khá là khủng. Mình phải ve ve ra. Tại nó giật điện mình không làm gì được hết à. Nên là nếu mà dồi dôi đánh với những cá chuồn đó thì không được. Rồi giờ mình sẽ thử với cá mập nha. Thì chủ yếu là mình sẽ sử dụng cái chiêu ủi của dồi dôi này để mình tấn công coi là mình có dính được cá mập này hay không. Cái này dính được nè. Ôi ôi trời ơi trời trời trời, không được nha, không được nha. Lâu lâu được và lâu lâu không. Khi mà nó sử dụng chiêu á thì nó sẽ bị ra khỏi cái dòng ủi của mình. Đó các bạn thấy không? Mình vẫn bị mấy con cá mập này nó đánh lên bờ xuống ruộng nè. Dồi dôi thì tuy ủi ngoài biển ủi ngon thiệt, nhưng mà không ổn rồi. Tình hình không xong. Đó đó đó, nó xách đầu mình, nó lôi xuống mà. Chịu gì nổi con quỷ cá mập này. Hút máu nó, hút lại miếng chạy, hút xong giọt. Ở đó chỗ quýnh hả gì. Dồi dôi xúc kích. Ủi. Giỡn hả cá mập kia. Chơi, chơi với nhà ngươi luôn nè. Không được các bạn ơi. Dồi dôi này bị nét rồi. Mà mình thấy là cũng tùy theo con đó. Ra biển giờ mình chơi dồi dôi, mình ủi mình giữ cá mập không được rồi. Còn mà lúc trước đó thì mình sử dụng dồi dôi thì mình có thể là ủi mình giữ cái con cá mập luôn. Đây chẳng hạn như con cá mập này nè, mình có thể mình xách đầu mình giữ nó mà nó không làm gì mình luôn. Bị bạn bè phá rồi đây nè. Đó các bạn nhìn xem. Đó mình có thể giữ và đẩy nó thẳng về phía trước luôn này. Nó không làm gì được hết, có thể đẩy đến chết luôn đấy. Nhưng mà thả ra cho bạn bè gây đam. Lúc trước là vậy, lúc trước mình 321 battery thì không bị, mà giờ cái bị tùy con các bạn ơi. Còn đối với cái mấy cái thiền ma này đó hả, trời ơi, dồi dôi chơi được. Thì với những cái phát ủi thấm thía từ dồi dôi thì các bạn có thể farm thiền ma này ok này. Đó mình sẽ ủi nha, từ mình ủi giờ mình kẹt đâu mình cũng không biết luôn rồi. Đó, một chiếc thiền đã bị hạ. Thì ra là mấy trái rắn này dí theo cũng quém vô dôi. Quém vô dôi, đập dội đầu quém. Nè mấy quỷ này nè, đó. Mình ủi mấy quỷ này chả si nhê gì hết à. Nó đâu làm gì được mình. Đó giờ cái mình ủi thiền ma này. Tưởng đâu ra thiền ma nữa vậy. Thiền ma dây quanh rồi đây. Ủi tiếp chiếc thiền tiếp bên đây.
thì ma quá trời luôn. Chắc chắn là các bạn tham gia cái update này ai cũng đều cũng phải farm những cái chiếc thuyền ma như thế này để mình có được những cái phụ kiện từ thuyền ma, nhất là vàng, để mình tham gia cái update này một cách mà vô cùng thuận lợi. Phải ghép đồ, cần phải đánh thuyền ma mà. Quay quay rẻ rồi xong. Bốn chiếc, một mình farm không nổi. Thì nếu mà các bạn farm mình thì cũng y mình thôi. Hoặc là các bạn có thể sử dụng Magu, hoặc là cái trái ác quỷ tuyết để các bạn farm. Đây, lý do tại sao mà mình sử dụng trái quỷ tuyết là thứ nhất là nó có cái chiêu giữ như thế này, vẫn có thể duy trì liên tiếp như dồi dôi. Tiếp theo là có chiêu V là đánh diện rộng. Vậy là nói về dồi dôi của chúng ta thì vẫn có thể là chiến đấu ở ngoài biển được, với điều kiện là các bạn có tộc người cá. Thì với cái con boss rai cá mập thì tùy con. Có lúc mình ủi nó dính mà nó không làm gì thì mình được hết, và có lúc thì mình ủi nó không dính, nó mần mình như là mần gỏi vậy đó. Vậy là mình cũng đã cho các bạn xem toàn bộ quy lực của trái quỷ dồi dôi mà Bác Tô đã tặng mình rồi. Thì gửi lời chân thành cảm ơn Bác Tô nhiều. Và mình cũng cảm ơn rất nhiều anh em đã xem video ủng hộ cho mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và hẹn gặp các bạn trong video lần sau và tiếp theo. Bye bye các bạn và bye bye anh em nha. Hẹn gặp lại.